Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. À, con ngồi xa xa chút, có gần quá rồi thương mặt mình nó nhịn bự không? Con ngồi xa, cô nói giống sao hết. Dạ. Rồi xong chưa cô nói ha. À, bây giờ á, cô là tự ở dưới Cần Giờ cô lên đây. Người thì gốc thành phố thiệt, ở quận Bình Thạnh. Nhưng mà cô coi các clip của chú em mà sáu gì á, sáu rảnh với Lê Thân Thiện, nói chung nhiều lắm. Của con là gì á thì cô không biết tên thôi, cô coi rất nhiều thì cô cũng bức xúc, cô cũng muốn lên đây xem coi cái chùa có thật hư là như trên mạng mình nói hay không. Nhưng mà cô vô thì cũng là đúng sự thật. Cô chỉ mong rằng nghe sư thầy mà bị tuyệt thực rồi bị cắt chức, cô cũng đau lòng lắm. Là một người Phật tử, hỏi con mà những người Phật tử kia vì nóng ruột của quyền mình mà đòi chung sống thầy, rồi đòi lột áo gì đó. Hôm bữa cô coi cái clip đó, cô cũng rất buồn. Thầy là một vị chân tu, ví dụ chúng ta mà có nóng ruột hay gì đó, thì mình phải dằn cái cơn nóng đó lại, thì mình xem ra gửi đến cái chú mà mặt trận quận 12 á, chú ơi, chú có coi xem cái clip này á, chú nghe nha, chú có ghét tôi thì tôi cũng chịu, nhưng mà tôi nói lên những cái gì sự thật thôi. Nếu như bây giờ á, ở đây có thờ Phật, thờ ơn trên, thờ tất cả hết, thì á, nếu thầy chủ trì mình làm sai thì ơn trên sẽ phạt. Bây giờ Phật trời lưới trời lồng lộng mà, chú khỏi cần đòi mà chung sống thầy. Thật sự mà nói vậy đó, tôi là bức xúc lắm. Còn điều thứ hai, còn có cái vị chân tơ, vị Phật tử nào đòi lột áo thầy chi vậy? Đừng, mình là vị chân tu, mình cứ làm, mình cứ đúng. Nếu thầy làm sai thì có ơn trên phạt hết. Thời buổi bây giờ tâm linh lắm mà, cái đâu cần gì, nhà nước mình cũng vô cuộc rồi, bên giáo hội Phật giáo, bên ban trị sự Phật giáo cũng đã vào làm việc rồi. Nếu như người nào hại thầy nè, rồi thầy chịu hàm quan thì con cũng mong ơn trên xây chuyển sao, làm rõ trắng đen cho thầy được minh bạch. Điều thứ nhất, còn điều thứ hai, con nói vậy nè, nếu ai hại thầy thì xin ơn trên cũng giải oan cho thầy và nhờ những nhà chức sắc nhà nước mình đó làm cho thầy được minh quan. Chứ bây giờ thầy hỏi thầy cất lên một cái chùa như thế này đâu phải là dễ. Bao nhiêu công sức rồi nuôi những đứa trẻ mồ côi bệnh tật, biết bao nhiêu là công sức. Xin mấy chú có nóng giận gì đó, mấy chú cũng nên dằn lại, đừng mà để cho sự nóng giận của mình phạm tội với vị chân tu. Thầy tu hôm nay mấy chục năm rồi, mình là Phật tử thôi. Tôi nói vậy, nếu mà có động chạm gì chú, tôi cũng xin lỗi chú. Còn những gì uất ức trong lòng tôi từ dưới Cần Giờ tôi lên đây, thì tôi nói là minh bạch cho vị thầy chủ trì mình là thích gì con? Thích thiện chiếu phải không con? Chiếu. Đó thì cô cũng mong điều minh quan cho thầy. Nếu thầy làm quan, thầy bị quan, thì nhờ nhà nước với ban trị sự Phật giáo mình giải quan cho thầy. Còn ai hại thầy thì cũng đưa ra ánh sáng. Rồi cô có những lời như vậy. Và cô cũng cầu chúc các cụ quyền của các nơi có gửi cho cốt vào ở trong chùa mình thì cũng tìm được nhờ tâm linh á, thì nhờ vị Phật Địa Tạng á, là cũng dẫn dắt cho tìm được hài cốt cho mỗi củ quyền. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô kể với cổ có bấy nhiêu lời đó gửi đến cho chùa Kỳ Quang này, mong chùa Kỳ Quang được giải quan và thầy cũng được đi ra ngoài và phục chức trở lại, rồi lo lắng cho cái chùa mình mỗi ngày mỗi tân tiến hơn. Tại chùa mình giờ đang xây dở dang, cô mong là cho hoàn thành hơn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô thì đây là lần đầu tiên cô đến với chùa này. Lần đầu tiên cô đến với chùa này. Và nói chung là cô cũng đã làm được bao nhiêu việc cho cái chùa này.
cô cũng cho những đứa trẻ mạnh thường quân, giống như cô là mạnh thường quân á, với mấy cụ già mà cô ấy ở xa chỉ gửi tiền lên thôi đó. Rồi cô cũng kính mong là chùa mình thầy được giải quan vậy thôi. Rồi nói chung là nhờ các con đưa lên mạng để nhờ các trong nhà nước mình là công an đó, với ban trị sự Phật giáo đó, minh quan cho thầy, rồi để cho thầy chức lại, rồi lo lắng lại cho ngôi chùa mình mỗi ngày tân tiến hơn. Chùa giờ cũng đang xây dở dang, con cũng kính mong là Phật trời cũng xây chuyển cho thầy được phục chức và thầy làm tốt hơn, đừng để sự việc này xảy ra giống như là thầy hồi đó, giống như là bị Tâm Tạng với Tề Thiên đi thỉnh kinh đó, còn bị nạn cuối cùng đó. Vậy con kính mong thầy được an tâm an lạc, rồi mọi việc được tân tiến hơn, sự tu tập của thầy được may mắn nhiều hơn nữa. Rồi sau này thầy có bỏ xác lại đây đi biên tịch với nhờ Phật Di Đà đón tiếp dùm. Nam Mô Di Đà Phật. Cô thì trong những ngày qua cô có theo dõi trên... Cô theo dõi nhiều lắm chứ. Cô theo dõi rồi nên cô mới bức xúc quá. Cô mới từ ở dưới Cần Giờ cô mới chạy lên đây. Hồi đêm hôm qua cô có ghé ở đây rồi. Rồi nhưng sáng nay cô muốn ghé lại. Rồi các vị Phật tử này đi tìm được củ quyền mình không? Những giống ba mẹ cô chú anh em nữa. Nhưng mà thấy chùa mình làm như vậy là tốt lắm. Cô cầu chúc nói chung là mọi việc được an lành và bình an hết. Cô thấy có nhiều người mà có hành động quá khích đó, có nghĩa là đi đường đau bóc nhưng mà chưa xác định được ai là cái thủ phạm mà đúng rồi mà đúng đã mình quyết định rồi. Mà đụng chạm đến thầy đi, nãy cô cũng có nói với tụi con nghe đó, thì cô nói vậy nè, mình là Phật tử, cô nhắn rõ lại nha, mình là Phật tử thì mình không được đụng chạm đến vị chân tu. Tại vì á, thầy không phải là tu mới đây. Thầy không phải là tu mới đây. Thầy là tu lâu rồi, mấy chục năm rồi. Là chân tu thầy cũng, thầy thiếu, nhiều khi thầy ngồi thiền, thầy cũng nghe được chứ không phải là biết được cái đạo hạnh của Phật dạy cho mình chứ không phải Phật dạy. Mà tại sao mà các vị đó nóng giận gì, vì củ quyền mình, vì người thân mình mà làm kích vậy, thì nói chung là trên mạng cộng đồng mà cũng rất là bức xúc. Nói thẳng ra có buồn tôi chịu, nhưng tôi còn xin là bớt dần lại. Mình có nóng, ví dụ lửa tâm mùi còn có cái quạt ba tiêu của gì mà quạt được mà tại sao mình nóng giận chi, rồi mình để cho cái miệng mình nói ra thì ác khẩu thì mình sẽ gặp nạn. Rồi hỏi ví dụ như bây giờ hỏi cái chú mà ở quận 12 nè, chú nghĩ sao mà chú đòi chôn sống thầy để Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chôn sống thầy đi chứ, chú làm trong ban nhà nước mà chú nói vậy à, ai kiên để, ai cũng kêu làm mạnh tay với kiếm ra cái người đó để chi, để nhà nước mình hỏi có đứng trước bao nhiêu người dân có dám đứng lên nói như vậy hay không. Ở trong làm việc trong nhà nước chú có mạnh dạn nói được vậy không? Không, tại sao đi xuống đây chú hô hào, chú nói là chú là ban làm 4 năm hay nhiệm kỳ bao nhiêu năm á, rồi làm mật trận rồi chú là đồ chôn sống thầy, tội quá chú ơi. Tôi có bấy nhiêu lời gửi đến chú đó. Vậy thôi các con thôi cô. Vì con muốn hỏi gì nữa con? Cô thì cô nghĩ cái chú mà làm ở mặt trận quận 12 á, thì chú sẽ bị nghiệp báo và nói ra những lời như vậy không? Có chứ. Chú, cô tin chứ. Cô rất tin á. Tại vì cô tin Phật Pháp lắm. Bên chú giáo cho cô cũng tin nữa. Thì một ngày nào đó nếu mà cái khẩu nghiệp mình nói ra mà mình làm đúng á, thì Phật trời gia hộ cho mình, còn mình làm sai là trả nghiệp ngay tức khắc, lưới trời lồng lộng mà các con. Rồi tụi con có muốn hỏi gì nữa không? Cô có nghĩ rằng là cái sự việc vừa rồi là thầy bị hãm hại không? Nghĩ, cô nghĩ như vậy. Tại giờ cô nói cho con nghe nè, ví dụ như thầy chủ trì là bị thầy trưởng, rồi ví dụ như thầy
ở cái phần dưới cho cốt này xây dựng lại, thì thầy đâu có cai quản, thầy đâu có trực tiếp mà coi cái sự việc đó, thì thầy sẽ giao lại một cái người nào đó để làm cái cho cốt. Nhưng mà cái người đó làm sơ suất hay sao thì cô không biết nha, cô này cô nói là cô không biết. Rồi hoặc là một là sơ suất, hai là có ý hãm hại thầy hay không. Cô nói rõ nha, hãm hại thầy hay không thì cái điều đó chỉ có ơn trên biết được thôi. Nếu mà ở đây làm mà được nhà nước mình với ban trị sự của Phật giáo mà tìm ra được cái người hại thầy á, là quá mừng. Để minh quan cho thầy, bây giờ là cô nghĩ là thầy chịu quan. Chịu hai nỗi hàm quan luôn. Theo cô nghĩ vậy đó. Giờ cô chỉ cầu mong như tối qua cô lên chánh điện cô thắp nhang. Thì cô có nguyện vọng với Đức Phật, thì xin Đức Phật hãy xây chuyển sao. Một là thầy được ra khỏi phòng, thầy đừng có tiệt thực nữa. Thầy minh quan, ban trị sự Phật giáo mình đó, minh quan cho thầy, phục chức lại cho thầy để thầy tiếp tục cái ngôi chùa mình. Để làm chi? Để xây dựng tiếp. Xây dựng tiếp để cô thấy còn dở dang, chùa mình còn dở dang. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì đâu đó đàm rõ trắng đen ra. Cô nguyện vọng vậy thôi. Hiện tại thì thầy đã tiệt thực cả một tuần rồi. Thì qua đây thì đó cô nghe giờ cô sốc ruột cô mới lên đó con. Cô có đôi lời nhắn nhủ gì tới thầy không? Có chứ. À, thầy ơi, nếu mà thầy ở trong phòng á, thầy mà có nghe được lời con nói á, con cái này con đứng chính giữa, con không binh thầy và cũng không binh bỏ mấy người mà có cho cốt mà bị thất lạc, con không bên ai hết, con đứng cửa giữa. Thì con nói vậy nè thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, trước tiên là con gửi lên thầy là lời con chúc thầy mau suy nghĩ lại, rồi thầy đi ra thầy đừng tiệt thực nữa. Cái gì cũng vậy, có Phật trời hết thầy ơi, Phật trời sẽ gia hộ cho thầy, minh quan cho thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Cảm ơn cô nhé. Rồi còn gì nữa không? Tụi con hỏi nữa không? Cô lên đây cô chơi rồi cô có mong muốn được gặp thầy không? Có chứ. Cô mong muốn gặp thầy lắm á, nói mà rớt nước mắt á. Tại chi? Tại vì chưa gì hết không, thầy bị rớt chức. Chưa không có hiểu gì hết. Nhưng mà sự tạm thời, nếu mà thầy còn ở đây, cô nghĩ vậy nè, thầy còn ở đây mà thầy phân xử cái vụ cho cốt này nọ, thì sẽ những người ta bị mất thất lạc cha mẹ đồ, anh chị em đồ, người ta sẽ nóng. Thì thôi bây giờ có ban trị sự Phật giáo mình nó có đưa cho cái thầy nào lên làm chủ trì đỡ thì phân xử này, cô thấy là công việc cũng chân chu chất lọc, cô cũng mừng lắm. Cô có lời nhắn gửi gì với những người mà đến nhận ra cốt, xin hãy bình tĩnh mà... Có, nãy cô có nói đó con. Bây giờ con hỏi thì cô nói gì? À, cô chỉ mong ha các Phật tử các nơi thì mình có nóng giận gì á, mình hãy dằn xuống để cho mình tìm ra. Nếu mà không á thì cứ nguyện với Phật ở các nơi đây, và trước khi đi xuống mình cái chỗ cho cốt á, nguyện với Đức Phật với Địa Tạng, rồi vị Phật đó sẽ dẫn dắt mình tìm chúng cụ quyền của mình, ví dụ cha mẹ anh chị em hay chú bác đồ, thì chỉ mong vậy thôi đó. Mẹ hãy dặn lại mình đừng nóng vội. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô có quan điểm gì về cái về cho cốt thất lạc á? Làm sao con? Cô có quan điểm gì về cho cốt thất lạc khi mà không tìm được chân tính đó, thì cô nên Vậy hả? Cô có một ý kiến về hôm bữa cô nghe đó, thí dụ như tại vì ý kiến 9 người 10 ý rồi, đâu có ai giống ý ai. Thí dụ như mình lấy cho cốt đó mình đập ra rồi mình để đúc tượng Phật thì cô nghĩ hoàn toàn là cũng đúng, thì ý kiến của người nhiều người mà, người thì nói đúng người nói sai, nhưng mà cô nghĩ là nên như vậy. Ví dụ những cho cốt nào mà bị thất lạc á, thì mình để lên một tấm bảng dày, tên, tuổi hoặc là những cái hình mà không có đó thì mình ghi vô trong đó, thì mình làm một cái bàn thờ chung, bàn thờ của quyền chung, thì mình vô mình thắp nhang ngay đó. Chứ bây giờ mình cũng không biết làm sao, riêng tôi thì tôi cũng cầu chúc các vị tìm được lại người thân nhân của mình.
còn tôi thì tôi có ý kiến như vậy. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Nè con. À, mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Mời các bạn xem vào một video clip tiếp theo. Bye bye.